Hey, xin chia sẻ với các bạn một việc rất là khó nói nhưng mà cũng phải nói. À đây, có một người không quen không biết các bạn nha. Đây. Không biết là lại có phải người lớn không hay là cái người nít trẻ tuổi mà lấy cái ảnh của người nhà không biết. Nguyễn Mười. Mình vô thì mình thấy cái link này chứ mình không thấy cái người đâu. Có nghĩa là cái tài khoản này giống như tài khoản ảo vậy đó. Không thấy cái người đâu. Kể cả tìm tên cũng không thấy luôn. Đây, mình tìm tên, tìm rất là nhiều các bạn nha. Mình tìm từ trên xuống dưới luôn. Ở chế độ mọi người nè. Đấy. Đó. Là không thấy các bạn ạ. Nói chung là không có cách nào để tìm được người đó. Không biết là gửi tag tên mình vô rồi cái tôi trốn luôn khóa tài khoản luôn hay sao mà sao mà lạ không biết không thấy luôn. Rồi bây giờ mình lợi dụng cái tin nhắn này mà trước khi ấy cho chia sẻ các bạn luôn, tại vì những người này họ họ muốn câu view câu like nè, mà mấy trường hợp này là không nên xem các bạn nha, chia sẻ mấy cái này hay ho gì đâu. Rồi rồi chưa biết là cái nghiệp như thế nào nữa đấy các bạn thấy không, những có những cái lời lẽ cái người này đã chặn luôn cái bình luận, không dám để bình luận luôn. Các bạn thấy không? Trong vòng có 44 phút thôi mà 90 lượt like nè, bình luận rất là nhiều luôn nhưng mà xóa, xóa rồi, chặn luôn tính năng bình luận của bài viết rồi. Cái đầu tiên á là mình xử người này trước. Người này là chủ mưu thì mình xử trước. Xử là làm sao? Chặn người này trước. Đây, chặn. Rồi. Khỏi liên quan tới mình muốn làm gì nó làm. Rồi cái thứ hai là mình xử tiếp cái người gửi thông báo cho mình. Đây các bạn nha. À, chúng ta click vô ba chấm đây nè. Đó. Là chỉ nhận thông báo về thẻ của bạn bè thôi. Còn những người lạ bên ngoài không được phép các bạn nha. Thì chúng ta click vào đây. Đấy. Đó. Rồi click vào đây. Rồi cái người này tắt thông báo ảnh này để đó đi, có gì nữa có sau này cần tìm lại dễ, chỉ cần tắt tính năng đó là được thôi các bạn nha. Rồi ok vậy là xong. À, cho đỡ rắc rối về sau, để rắc rối về sau các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, hy vọng là với video này các bạn sẽ chặn được không ít những cái phiền toái không mong muốn xảy ra đến với các bạn. Rồi cảm ơn, chào các bạn.